anh có bao nhiêu người quen gọi hết từ đây, bên em chiều tất, mà riêng khách của anh nhá, và em discount hết tuần luôn. Thế mà lúc đầu anh nghe lời đồn trên mạng anh rất sợ. Rồi anh có gì mà phải sợ, anh phải tin là em chứ anh đừng tin lời đồn. Bọn em đảm bảo cho anh luôn, bây giờ anh cứ vào bên trong uống cà phê, sau em gọi anh nhá. Ok anh ạ. Em vào đây. Mới chia tay người yêu xong ấy mà không buồn, chỉ có dứt. Mà phụ nữ đã dứt rồi ấy, khi là có tình mới thôi. Đương sự nhiên. Thế mình nghĩ tự sự nhiên là được như thế á? Do anh mày tinh tế. Hiểu chưa? Không có cái đòn roi này thì làm sao mà nên sự người được. Nói xấu gì em đấy? Xấu gì đâu. Em đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời. Lốp hơi căng tí thôi. Anh đánh tao đấy. Ôi. Em đấm anh á. Em đấm mồm anh này. Em đấm toác mồm anh ra đi. Được vỡ mồm dưới đấm của em nó là vô phúc của cả họ nha anh. Đấm đi. Kinh quá. Là duyên phúc cho cả nhà anh. Đấm đi, đấm đi. Đấm toác mồm với ôi sao phận. Đấm anh ơi, đấm tao à, anh ơi. Bỏ ra, bỏ em ra. Bỏ ra. Bỏ xuống luôn. Ngã nhìn cũng tê tái luôn. Anh chạy đâu? Anh không. Đất. Bọn nào đứng dậy. Bình tĩnh. Hers Lily. Đợi đấy. Đợi xuống luôn. Đùa với anh. Chung. Chồng cũng ra gì vừa này nó phết nhỉ. Chứ còn gì nữa. Chuyện anh chung tao mà nhìn người ấy, chỉ có nét. Khen thừa. Anh giả tiếp cận đối tượng đi, biết đâu ghi thêm điểm. Mày cầm mồm gì, mày không biết xấu hổ. Anh nhỉ, ban nãy Sơn ca còn ôm anh nhảy công lên cơ mà, anh ngại cái gì. Nó vui nó chẳng nhảy. Tại sao nó không ôm em, không ôm thằng bạn mà lại ôm anh? Anh phải tinh ý lên. Tao với mày tuổi gì làm sao so sánh được bạn? Anh ta chưa còn gì. Anh ép đồ rằng Sơn ca vô thức thích anh rồi đấy. Vô thức? Ừ. Thế là vô ý thức á? Vô ý thức. Vô thức là ấy. Là gì nhỉ? Không biết. Nhưng mà vô thức ấy là tự dưng thích, nghĩa là thích một cách tự nhiên thì người ta gọi là vô thức. Anh bọn em mà nói điêu á, bọn em làm con chó. Mày có biết con chó nó ý nghĩa như nào với tao không? Mày tuổi gì mày làm con chó ở đây? Gì? Can đảm lên. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Mới chia tay người yêu, trái tim mong manh lắm. Tấn công đi. Đánh luôn. Rồi. Gì đấy? Sao lại ngại? Không phải ngại, mà là tao không biết vào đề như nào cho nó trôi. Bây giờ phải nghĩ một câu gì cho nó hay hay, cho nó đẳng cấp. Trời hôm nay nắng cực. Anh bị dở. Dở? Mày bảo ai dở? Anh ơi, em nghĩ rồi anh ạ. Sơn ca, em có mệt không? Em có khát không? Quan tâm. Em có mệt hem, có khát hem. Bạn chết đi được đi. Hỏi cái gì mà hỏi. Ôi ơi, bẩn thế. Làm việc đi, buôn chuyện như đàn bà ấy. Danh hả? Có khách, có khách, có khách, có khách, dạ, có khách. Chị Lê, lâu quá ơi. Chị à, chị ơi, lâu lắm không gặp bà chị.